Nó không thấy quay lại, nó cứ rụng xuống đất thôi. Nhà cháu ở chùa Kê. 100 cái bánh chưng nhỉ? 100 cái. Củi to này rồi, chay kinh ơi. Kiểu nồi cao 1 mét, 1 mét. Nồi cao 1 mét đấy Sơn nhỉ? Hơn 1 mét à? Ừ, nồi này phải hơn 1 mét. Này phải 1 mét, 1 mét là 2. Trong cái bánh chưng mà. Bánh chưng to này. Khói quá. Lửa cháy như này cơ mà. Sơn này lửa cháy to lắm. Gánh nước đây này. Đấy, bố Sơn gánh nước đấy. Cháy to lắm, đang cháy to. Anh đi ra tôi đó. Đi ra. Đi ra đi, ông cụ đổ nước vào. Cháu xách thùng này lên. Anh đi khỏe xách cho ông. Anh ra xách cho ông cụ một thùng. Ra xách đổ mà. Để ông cụ đổ vào. Thế không gói nữa à? Đấy, đổ đi. Đấy. Đây rồi. Đấy. Một xô nữa. Hai xô nữa. Cái này nó hút nước vào. Hai xô nữa thì nó nụt bạch. Hay nụt 8 tiếng à Sơn? 10 tiếng. 10 tiếng. 14 tiếng với 12 tiếng như này. 10 tiếng sao được? 10 tiếng không được. 14, 12 tiếng. 14, 12 tiếng rồi. 9 giờ. 9 giờ sáng, nửa cái 12 giờ đêm à? 13 tiếng. Dạ. Ừ, này củi nó đang mún rồi hả? Củi nó đang